Thưa quý vị, những ngày này chúng ta đang trải qua giai đoạn khó khăn khi số ca nhiễm COVID-19 cập nhật mỗi ngày. Vâng ạ, và thưa quý vị, ở trong hoàn cảnh khó khăn thì người ta lại nhận thấy những điều cảm động và ấm áp. Và chúng tôi chưa bao giờ thấy một Đà Nẵng ấm áp đến như vậy, chưa bao giờ mà người dân Đà Nẵng lại thấy mình phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội như thế. Vâng, và hình ảnh hàng ngàn chiếc khẩu trang, hàng ngàn thùng mì tôm, chai nước suối cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác đã và đang được cộng đồng chung tay quyên góp gửi đến các y bác sĩ đang ngày đêm phòng chống dịch nơi tuyến đầu và gửi gắm niềm tin, sự lạc quan, rồi tất cả sẽ qua, rồi chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Và thành phố này sẽ mãi là thành phố đáng sống như cái cách mà người Đà Nẵng đã từng vượt qua gian khó bao năm qua. Những ngày này, trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những chia sẻ và cả những lời động viên của người dân Đà Nẵng dành cho nhau, kêu gọi sát cánh cùng nhau chống dịch với khẩu hiệu Đà Nẵng ơi cố lên, hay chúng ta sẽ làm được, sẽ chiến thắng đại dịch này, hay như chiến dịch tiếp sức y bác sĩ Đà Nẵng tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng do đội sở y tế phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt phát động, đang có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng. Đoàn sở y tế vừa tổ chức kêu gọi trong ngày hôm qua thì đến nay đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng, chứng tỏ là người dân Đà Nẵng chúng ta hết sức đoàn kết và luôn hướng về đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. Và với cái tinh thần như vậy thì Thảo tin rằng trong cái thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được những cái sự ủng hộ từ cộng đồng cho cái chương trình này và chúng ta sẽ quyết tâm để chiến thắng dịch bệnh. Ngay khi lời kêu gọi được phát động, hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế, hàng trăm bộ đồ bảo hộ y tế, nước sát khuẩn tay, nước súc miệng cho đến hàng trăm thùng sữa, nước uống đóng chai và rất nhiều nhu yếu phẩm khác đã được đoàn sở y tế liên tục tiếp nhận trong những ngày vừa qua. Những món quà thiết thực và đầy ý nghĩa tiếp sức cho các thiên thần áo trắng đang tham gia cuộc chiến chống dịch. Có nhiều người họ đánh tại ở 103 Hùng Vương, rồi có những ông bà già rất là đi lên rất là khó khăn, nhưng mà cùng anh em hỗ trợ để họ đem những cái thùng nước cũng như bánh ngọt rồi họ đến ủng hộ. Thay mặt cho bệnh viện cũng như bên đoàn sở y tế rất là cảm ơn mọi người, cái tấm lòng rất là chia sẻ cùng với khó khăn của ngành y tế để giúp cho các bác sĩ là tự tin và đồng thời là cố gắng là khắc phục khó khăn để chống dịch COVID thành công tốt đẹp. Cùng với cả nước, các cấp bộ đoàn tại Đà Nẵng đã và đang nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của mình trên mặt trận phòng chống dịch. Một lần nữa khẳng định tinh thần thanh niên Việt Nam chung tay góp sức cùng nhau vượt qua khó khăn này. Thông điệp mà đoàn sở y tế muốn truyền tải đến mọi người là chúng ta hãy bình tĩnh và quyết tâm để chiến thắng dịch bệnh. Nhất là trong cái tình hình là căng thẳng hiện nay thì mọi người là hãy cố gắng thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là trên 6 cái địa bàn quận, trên địa bàn thành phố ấy là áp dụng cái chỉ thị 16 thì chúng ta hãy là ở nhà. Là chúng ta có một cái câu khẩu hiệu mà vẫn thường nói là các bác sĩ có nói đấy ạ, là chúng tôi đi làm vì các bạn, còn các bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Mỗi hành động tích cực của các cá nhân, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị trong thời gian này càng mang ý nghĩa lớn lao, bởi đó là những nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn, góp sức cùng cả nước chống dịch COVID-19.